Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC 16. Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Chiều nay 21 tháng 12 khi đi vào vùng biển phía tây nam quần đảo Trường Sa thì áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Vào hồi 13 giờ vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 7,5 độ Vĩ Bắc, 111,5 độ Kinh Đông trên khu vực phía tây nam của quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần trung tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tương đương với 39 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới thì vùng áp thấp sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây nam, suy yếu và tan dần. Trên đất liền, trong đêm qua và sáng nay, Bắc Bộ đã chuyển sang trạng thái ít mây khiến cho mặt đất bị phát xạ nhiệt. Vì thế, nhiệt độ cũng sẽ hạ thấp và vùng núi chỉ còn từ 6 cho đến 9 độ. Trong khi đó, thì các tỉnh khác nhiệt độ cũng chỉ dao động trong khoảng từ 10 cho đến 12 độ, trời buốt giá. Trong đêm nay, không khí lạnh lại tiếp tục tràn xuống. Vì thế mà đợt rét đậm lần này tại Bắc Bộ sẽ kéo dài cho đến hết ngày 25 tháng 12. Trong đó, thì hai ngày cuối tuần này có thể là hai ngày rét đỉnh điểm. Nhiệt độ thấp nhất tại thủ đô Hà Nội có thể xuống 9 độ, nguy cơ cao xảy ra băng giá và mưa tuyết tại vùng núi. Xuôi xuống Trung Bộ, trong hôm nay chỉ còn mưa ở vài nơi nhưng trời vẫn rét buốt với mức nhiệt cao nhất ngày chỉ từ 15 cho đến 16 độ. Ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 cho đến 30mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo ngày và đêm 22 tháng 12 ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa sẽ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 12, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có khả năng là xảy ra một đợt mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Không khí lạnh cũng ảnh hưởng đến khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, vùng cao trời chuyển mây nhiều. Dự báo ngày mai 22 tháng 12 tại thời tiết ở khu vực Tây Nguyên sẽ phổ biến là nắng gián đoạn. Phía đông nhiều mây, nắng kéo dài từ 5 cho đến 8 tiếng một ngày, đêm và sáng trời rét, vùng núi cao trời rét sâu với nhiệt độ dao động từ 18 đến 28 độ, có nơi cao hơn. Thời tiết khu vực Nam Bộ phổ biến ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, nắng sẽ kéo dài từ 6 cho đến 9 tiếng một ngày, trưa chiều cảm giác trời khá nóng với nhiệt độ sẽ dao động từ 23 đến 32 độ, có nơi cao hơn. Trên biển, ngày và đêm 22 tháng 12 ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 4 cho đến 6 mét, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa, sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Thưa quý vị, thời gian này thì các tỉnh phía Bắc đang phải trải qua nhiều đợt không khí lạnh gây nên nhiều đợt rét đậm, rét hại, làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp và trong đó có rau màu vụ đông. Nhiệt độ không khí trong những ngày rét đậm thường hạ thấp kèm theo mưa làm tăng độ ẩm không khí và đất, làm cho cây trồng ngừng sinh trưởng, thậm chí bị chết rét hàng loạt nếu như không có biện pháp phòng chống và chăm sóc đúng cách. Để có thể trồng và chăm sóc tốt cho rau màu trong các đợt rét đậm, bà con cần phải lưu ý hạn chế trồng cây trong những ngày nhiệt độ thấp hơn 13 độ C. Trước khi nhổ cây ở luống ươm từ 1 cho đến 2 giờ, cần phải tưới loang vừa đủ trên mặt luống nhằm làm tăng sự liên kết giữa hạt đất, tránh đứt rễ vào bầu để trồng. Với những cây rễ cọc thì nên tạo bầu dài, cây rễ chùm tạo bầu mẹt bằng các vật liệu hữu cơ như là rơm, dạ hay là lá chuối khô. Đối với những diện tích rau màu đã đến kỳ thu hoạch thì cần phải khẩn trương thu hoạch ngay. Và trong những ngày nhiệt độ dưới 15 độ C, không nên ra đồng chăm sóc từ sáng sớm mà nên làm từ 9 giờ sáng cho tới 3 đến 4 giờ chiều khi mà trời đã tan sương. Nếu có sương muối thì bà con sẽ dùng thêm thùng ô doa tưới rửa lá nhằm hạn chế hiện tượng cháy lá và bệnh sương mai gây hại. Bón thúc thêm phân kali và phân lân, giảm lượng phân đạm để cây khỏe mạnh và tăng cường khả năng chống rét. Ngoài ra thì cũng cần phải tỉa thưa hợp lý cành, nhánh làm cho bộ tán thông thoáng và hạn chế sương muối cũng như là sâu bệnh gây hại. Nên làm vòm ni lông che sương muối và giữ ấm cho từng luống rau khi nhiệt độ ngoài trời xuống 11 cho đến 13 độ C. Trước khi nhổ cây ở luống ươm thì bà con sẽ cần phải lưu ý một vài những biện pháp để có thể hạn chế những tác động của thời tiết đến với rau màu. Và như thường lệ, trong phần thời lượng cuối cùng của bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.